Đây chụp cái này rồi. Bên em không có cái biên bản đồng kiểm à? Bên em lại không. Lại phải viết à? Dưới không móc, móc mà trên này. Mặt trên này móc. Này bóc rách rồi này. Đấy, cho nó dán tem đây. Không thì cứ cầm về đi. Tại đi lẻ. Cầm về đi để anh hỏi bên kia xem nó đòi hỏi cái gì. Thì nó quay video xong rồi chụp ảnh. Đấy, trước quay video chụp ảnh rồi lằng nhằng nhằng nữa.